Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi chúng ta lại có khoảng 300 tỷ và cái áo này các bạn cũng biết là tôi sẽ build đội hình gì rồi. 300 tỷ chúng ta sẽ build một đội hình của Barca mạnh nhất cùng với sự xuất hiện của Robert Lewandowski và Coutinho của mùa VTB. Bác chủ có nhắn nhủ đúng một câu, phải có Messi và Neymar anh nhé. Chiều luôn còn gì nữa, bác chủ đã có lời rồi, sao mà có thể bỏ được. Neymar, con áo này tôi đã mặc để làm cái kèo này đấy anh em ạ. Mặc con áo này chỉ để build cái team Barca ngày hôm nay. Có ai ở ngoài nữa? Có Casemiro ở ngoài nữa à? Đâu? À đây có Casemiro ở đây nữa này. Ok, có Casemiro MC nữa anh em ạ. Tính ra tôi đỡ được bao tiền đấy. Chúng ta chỉ cần mua 8 cầu thủ nữa thôi là đủ đội hình rồi. Rồi Neymar giống với những gì bác chủ muốn. Neymar anh em sẽ mua cho tôi một trong hai mùa giải này nhá. Mùa 22U và mùa World Cup. 22U bao tiền? Coutinho đá ok nha em nhá. Còn đấy ZD đá được. Con này 65 tỷ 3 nhá. Chốt luôn. Con này thì có mã tốc độ nhưng mà không có sút xoáy. Thôi tôi lấy mẹ World Cup đi. Đúng thật là tôi chưa chơi con này nhiều thật. Tôi thử đá nó xem nào. Ở World Cup nhá. Chỉ số thì một vài chỉ số nó tốt hơn thật. Messi thì cũng chắc cái tầm tiền này thì cũng chỉ vả hai mùa này thôi. Mùa World Cup và mùa 22U. Hai mùa này đều có sút sao và sút xoáy đầy đủ. Vẫn 5 sao kỹ thuật. Thôi lấy Messi World Cup luôn. Cặp đôi World Cup cho Amat nhá. Làm cặp World Cup luôn đi. Rồi bộ tứ nguyên tử đã xong này. Bây giờ chúng ta đến với trung vệ. Trung vệ đào đầu ấy nha. Trung vệ tìm mày đào đầu phết đấy. Thôi tôi lấy một con Blanc HG đi nhá. 46 tỷ. Tôi lấy con Casares này. Tốc 110 năm. Mà lương thấp anh em cân đối nó êm. 29 tỷ. Nếu form 5 thì Araujo cũng là một option có thể nghe được. Araujo bây giờ nó mua khó không nhá. Tốc tốt một chút là ổn. Araujo FPL à. Pion cũng được mà anh em. Pion chơi ok mà. Pion Blanc. Mùa này siêu cản phá luôn nhá. Tôi đi bô đéo có tiền anh em ạ. Tôi nghĩ là lấy con Casares đi nhá. Con này là trung vệ rất nhanh, rất ngon. Cặp với Blanc là đẹp. Còn dư tiền thì anh em mình đẩy lên hàng tuyến giữa nữa. Tiền vệ mình còn nhiều điều để nói. Hàng tiền vệ. Có con Perti mới đá trụ được nhỉ. Perti nó mới rát rát một tí. 35 tỷ mốt. Touré, Touré nó đâu nhỉ. Cao tiền quá à. Hay làm cặp này nhỉ, đá giữa sân cho nó thơ thơ một tí nhỉ. Cặp này được anh em. Là mẹ Xavi đi, nằm nhảy múa ở giữa tuyến giữa luôn mà. Thánh truyền bóng, mồi lên phía trên. Fabregas thì cũng được nha. Fabregas nó đắt đấy, 68 tỷ cơ mà. Ai à, Romeo à? Mình cũng chưa chơi con Romeo này. Cái thằng này 3 sao. Tôi đéo đá được mấy thằng 3 sao các bạn ạ. Fabregas CC sao tôi không thấy nó nhở. Lên tầm tiền to này nó lại dễ. Nhiều Busquets 80 này nó lại dễ này. Touré này cũng dễ này. The Fabregas nó bao tiền? À Fabregas ở trên này à? À đây. Xếp Fabregas. Ờ được đấy nhở. Fabregas CD em nghe hơi lỏ nhỉ. Đấy mẹ Xavi đi nhỉ. Xavi Xavi Xavi. Phải cần con Xavi nhảy múa hay hơn nhá. Ôi sao Fabregas nó nhanh ấy nhở. Xếp Fabregas top 108 cơ à. Đấy Xavi đi. Nhạc trưởng 26 tỷ. Rồi ok. Thực ra là Fabregas cũng là ok nha anh em nhá. Tôi thực ra cũng hơi lấn cấn đấy. Lấy con nào cũng được. Đây đây Fabregas đi anh em ơi. Lâu lâu chưa xuất hiện. Cho xếp Fabregas vào đây đi. Dấu tên đã uy scan 10.000 đồng. Em sang con Bách CC chơi chơi thôi. Về thì về. Rồi cân lương cho anh em này. Nếu mà có con xếp Fabregas các bạn, sút nó dễ hơn rất là nhiều. Rồi một con Petit thủ thôi. Nó có xếp Fabregas cho dâng cao lên. Coutinho đúng không? Tính ra đội này lương cũng dư ấy chứ. Vì có mấy con cộng 8 là dư nhiều lương đấy. Con này đã cam mê điên luôn đấy chứ gì nữa. Neymar. Bộ tứ hàng công chất đấy. Fabregas. Bên cạnh là Perti. Blanc. Blanc HG mùa này ngon rồi anh em ơi. Mùa này 114 chỉ số. Tốc cũng 110 là ngon rồi. Casemiro có mùa cộng 8 rồi nên mình không muốn đầu tư thôi anh em ạ. Có 8 rồi thôi. Casares viết thế nào? Dư lương ấy rồi, dư lương ấy nhá. Còn đâu đó 43 lương cho hai vị trí còn lại. Rồi còn 13 tỷ mua con cánh trái, ốp con thủ môn là xong. Jambota. Mỗi thằng Jordi Alba này rồi. Chứ mẹ Jambota cho nó to nhỉ. Casemiro có rồi mà anh em nhắc Casemiro hoài. Hay Jordi Alba hẳn mùa to này cho nó máu nhỉ.
Zambotta BTB6 đẹp đấy nhá. Tôi nghĩ là giá Zambotta nó sẽ mang đến cho anh em cái sự yên tâm hơn về mặt thể hình. Nhìn nó bé bé, nhiều khi anh em thiếu tự tin ý. Cay lắm. Thủ môn còn 21 lương anh em ơi. Nếu mà thích nhất tôi muốn con tơ này anh em. Thích nhất tôi có muốn con tơ ở đây. Nếu không thì đành phải lấy Bravo vậy. Tơ chắc chắn là ok nhất rồi. Mà thôi để mẹ tơ lấy con mẹ, con này cộng 4 thôi các ông ạ. Đeo gì nhá. Xong. Cả đội hình con thủ môn thì các thủ môn 4 nó không ảnh hưởng lắm. Không có vênh viết gì cả luôn đấy. Mê chưa? Bác chủ mê chưa? Tôi nghĩ là không có cái gì đẹp hơn. Thủ yếu quá, hàng thủ này yếu gì anh em? Casares 8, Blanc HG mà lại yếu là sao? Pha bên khác tôi đẩy lên đá CM nhá. Để đấy nhìn cho nó đủ đội hình thôi. Hoặc có thể là đá 1-2-3 luôn nhá. 4-1-2-3 nhá. Coi như là tôi cân đến nhân sự thôi, còn sắp xếp thì chúng ta sẽ sắp xếp sau. Chỉ đá 1 CDM là Perti thôi. Được chưa anh em ơi? Nói chung là đội hình này đẹp rồi. Hệ thống này nó sẽ rất là ok đấy. Rồi thế nhá anh em nhá. Ở đây là một hình rất là đẹp. Và khi nào về đủ bác chủ bái em một câu nhá. Chúng ta lên một hình Barca rất chói này. 2 days later. Rồi sau vài ngày trở lại với những gì mà chúng ta đã phá với Barca cùng với 300 tỷ thì đã có một vài những sự thay đổi vì bác chủ đã có những khoản tiền lớn hơn. Chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Henry, của Rara Touré, của mùa CC nữa. Dù sao thì đây cũng là một đội hình rất đẹp mà anh em có thể lựa chọn ở đội hình này. Hai cầu thủ vẫn sẽ là những người mà bác chủ mong muốn có. Neymar sẽ ở mùa giải 22 TS và Messi là mùa World Cup 22. Cặp tiền đạo khi này sẽ là Robert của mùa CC, đá bên cạnh là Henry của mùa Ligue 1 với tốc độ rất kinh khủng. Henry chạy 131 và 131 luôn. Mê điên. Bộ đội trụ sẽ là Perti Ligue 1, bên cạnh là Rara Touré của mùa CC, cũng là một lựa chọn rất cháy mà anh em có thể lựa chọn Touré mùa giải CC này. Chạy 122, lực sút 129, chuyền ngắn 132 luôn. Mê thật. Bộ tứ hàng thủ sẽ là Casares BTB8, bên cạnh là Blanc của mùa HG, bên phải là Cancelo đã có sẵn với tốc độ lên tới đâu đó khoảng 130 về tốc độ và có mặt tốc độ đi kèm. Bên trái sẽ là Jordi Alba của mùa đi để trở về. Vị trí các đền còn 13 lương. Thì thực ra thì với một team color thì 10 cầu thủ đã được boost team color rồi. Nếu như anh em cảm thấy thủ môn của đội hình Barca yếu thì anh em có thể mượn con củ tỏi mùa thường vào đây cũng được nhá. Vẫn dư một lương. Ở dưới này thì còn có cả Coutinho, có Semedo là những con người của Barca. Đấy, ở đây còn có cả Cancelo hẳn mùa 23 Totti cơ. Cao quá nhở. Có Perry nữa. Ok, ở trên này anh em có Perry để dự bị này. Nói chung là đủ anh em ạ. Chúng ta chỉ cần những nhân sự như vậy thôi. Đó cũng là một hình của Barca rất đẹp mà anh em có thể lựa chọn rồi. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm. Đầu tiên. Rồi, đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình Barca cực kỳ đẹp trai này. Henry. Blanc. Kìa. Hảo rồi, ok, một tình huống chúng ta test khả năng phòng ngự của Blanc. Rồi, ok, Semedo nó nhanh lắm. Làm gì, làm cái gì nhờ. Rồi, xong, Robert mùa này thì cháy rồi, xong rồi đấy. Cho Robert nó chạy đến cự ly này thì đỡ làm sao được đây. Tỷ số là 1-0 dành cho Barca. Neymar. Robert Lewandowski, Henry và đây là Touré. Căng nhờ. Rồi Neymar. Rất nhẹ thôi nhưng thủ môn không thể bắt nổi. Messi. Neymar. Casares. Messi, đây rồi, tạt đẹp quá rồi. Tạt đẹp quá rồi. Và dĩ nhiên là bàn thắng sẽ đến thôi. Tỷ số là 2-0 dành cho Barca. Đi đâu? Ủa? Bóng được vào chân của Anthony đi à? Đỏ bóng đấy. Đối đầu của bóng đấy, Henry chạy kìa. Rồi, Robert vào đánh đầu nè. Messi. Robert Lewandowski. Hay quá nhờ Messi. Cứa là chết thôi. Quá ấy gì dành cho Neymar Messi. Bàn thắng thứ 3 ở trận đấu này.
Rồi Henry, tốc độ thần tốc của Henry nhìn chạy điên nhờ. Ôi, quả góc gần nhỉ. Rồi Messi. Messi. Ôi. Trời ơi, sút gần thế mà không vào á. Rồi. Rồi Henry, đỡ đi. Đỡ đi. Quả Henry sút như kẻ ạ. Rất tốc độ nha. Mình thích một tiền đạo như kiểu Henry như thế này. Hay quá nhờ, Henry. Henry. Xong rồi đấy. Góc sút như thế này thì bỏ lỡ làm sao. Khả năng cứa lòng của Henry là một điểm rất mạnh. Vãi cả đái, sút quả đấy vào được á. Neymar, tốc độ của Neymar, Messi. Rồi Henry, lại là cái tốc độ thần tốc của Henry. Phải qua là phát là xong mà. Qua thẳng là xong thôi mà. Kìa. Tệ chưa. Xong rồi đấy. Lại là Henry rồi. Cú hat-trick của Henry của mùa League of Diary. Henry đang đá hay quá nhở. Đá hay quá nhở. Vâng, đó là một kiến tạo nữa của Henry. Cặp tiền đạo đang thi đấu vô cùng ăn ý với nhau. Hay quá. Để thằng ôn này nó đi ạ. Thằng ôn Avarez này đã cực bực nhờ. Thằng này đá đỏ thế. Thế mà không vào được. Rồi Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Rồi bên này có Messi. Tỉa là chết thôi. Tỉa của ông này là chết thôi. Không có quá nhiều khó khăn dành cho Messi cả. Hay quá nhờ Henry. 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 Tốc độ của Henry kìa. Đá mê chưa. Thằng Modric đánh đầu quả được cả này. Chịu nhờ. Hay quá. Sao tôi lại đỏ bóng được như vậy nhỉ anh em nhỉ. Robert Lewandowski kìa. Ok Henry. Tốc độ thần tốc của Henry. Henry. Rồi ok. Vấn đề đã xong ở trận đấu này. Tỷ số là 4-2. Rất nhiều những bàn thắng của Barca đã được ghi. Trận đấu nào chúng ta cũng đều có 3-4 thằng. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Mày này. Mà FD hơi nhẹ nha. FD hơi nhẹ nha. Nhà thằng nào sút đấy. Rồi Robert Lewandowski là sao. Sao. Ây à, quả sút xịt được. Rồi Robert Lewandowski. Rồi xong rồi. Trích quả bóng là xong. Trích quả bóng này là xong. Robert ở dứt điểm kinh khủng lắm. Khó để có thể cản phá được pha bóng này. Ây à, chuyện có ẩu vậy bạn ơi. Penalty luôn á. Messi sẽ là người hiện lên bảng tỷ số. Một pha sút Ben quá hiểm học. Bắt hộ quả này. Bắt hộ được quả này. Đó là Leo Messi.
Robert Lewandowski. Rồi quả này bấm qua đầu nó này. Chích qua đầu là chết. Ơ à. Đỡ. Đỡ được quả này. Đỡ quả này. Đỡ được quả như thế này. Vâng, tốc độ của Henry là một cái điều gì đó rất khó để có thể ngăn cản. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đỡ. Đỡ. Này. Tài vẫn còn thổi được, đã chịu mày đấy Tài ơi. Mẹ, mình đã định dừng giữa rồi. Vị à. Rồi. Robert Lewandowski. Đỡ. Điều gì đến nó cũng phải đến mà thôi. Và đó là Dara Touré.